Đang xin chào bạn. Số này đang xin giới thiệu các bạn máy CrossCut của Daiwa sản xuất. CrossCut 5000. Tỷ lệ truyền là 4.1.1, trọng lượng là 640 g, tải là 15 cân. Thu dây là 82 cm. 3 vòng bi. 3 cộng 1 vòng bi, 1 vòng bi ổ trục giữa là 4 vòng bi. Trong hộp gồm lòng đen. Đây các bạn đệm lô cước, ví dụ cước nó muốn xa lên cao lên thấp, cước quấn chéo như nào thì các bạn đệm cái lô cước này. Máy CrossCut thường. Và Daiwa Việt Nam. Made in Việt Nam. Tem của Daiwa. Đây, tem của Daiwa. Nút vặn. Này. Chuyển tay. Đây, chuyển tay. Máy có màu đen các bạn. Tay nắm rất đẹp. Alo bạn xem. Đây cái lông đen ở cái túi bóng vừa rồi bạn thay vào đây này. Đó. Rất đẹp. Vừa rồi Hải đang xin giới thiệu các bạn máy câu Daiwa CrossCut 5000. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang xin.